华视新著名新闻，越南语。 Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Hoa. Những quý vị thường cúi đầu xem điện thoại nên chú ý, vì dùng điện thoại còn hại mắt hơn là dùng máy vi tính. Một cô gái 24 tuổi sau khi tan làm dành quá nhiều thời gian cho việc dùng điện thoại dẫn đến bị chứng khô mắt. Có nghiên cứu phát hiện, dùng điện thoại quá 2 giờ đồng hồ giống như việc dùng với máy tính 6 tiếng đồng hồ. Đôi mắt làm việc quá độ sẽ bị chứng khô mắt, nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm mãn tính tiếp hợp giác mạc. Mắt chớp không ngừng, cô gái 28 tuổi này gần đây mới phát hiện đôi mắt của cô ấy có vấn đề. Đây là một việc rất nghiêm trọng đến sức khỏe. Cô gái sau khi đi khám, bác sĩ đã kiểm tra ra không những bị chứng khô mắt mà còn bị mãn tính viêm tiếp mạc mắt, biểu mô giác mạc cũng bị tổn thương. Đây toàn bộ là do dùng điện thoại. Wán sǒu jī liǎng gè xiǎo shí de bù shú fú gán yǐ jī gān yǎn zhēng jiù xiāng dāng yú 4个小时的看电视，也相当于6个小时的啊玩电脑。 Theo nghiên cứu phát hiện, liền một lúc sử dụng điện thoại 2 giờ đồng hồ, y học so sánh giữa người Mỹ và người Đài Loan cho biết, người Đài Loan dùng điện thoại cứ 1 phút chớp mắt 28 lần, dùng máy vi tính 1 phút chớp mắt 23 lần, xem TV 1 phút là 16 lần. Theo con số này cho thấy người Đài Loan thật sự đã quá độ sử dụng đôi mắt của mình. Bác sĩ khuyến cáo nên để cho đôi mắt được nghỉ ngơi, đừng nên để cuộc sống muôn sắc trở thành một màu đen tối. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp đến, rất nhiều người dân đã lên kế hoạch đi chơi. Cục Bảo vệ Người tiêu dùng kiểm tra xác suất 24 khách sạn bình dân của toàn Đài Loan. Kết quả phát hiện có 13 khách sạn xây dựng và quản lý không phù hợp với luật của Cục Chữa cháy hoặc quy định của quản lý kinh doanh. Trong đó, mắc lỗi nghiêm trọng nhất chính là Quan San Huệ Quản, Chin Chuan Bính Xu ở Đài Đông, vượt quá 6 mục không hợp lệ. Các khách sạn này đã bị yêu cầu lập tức phải cải thiện. Muốn hưởng thụ một cuộc sống vườn tược gần gũi thiên nhiên, rất nhiều người đã đặt khách sạn bình dân để nghỉ ngơi trong dịp lễ Tết sắp tới. Nhưng cũng nên chú ý vì có một số khách sạn sau khi được Cục Bảo vệ Người tiêu dùng kiểm tra đã phát hiện các cơ sở cứu hỏa và quản lý an toàn ở các khách sạn này đều không được đảm bảo. Sau khi kiểm tra 24 khách sạn thì có tới 13 khách sạn là không hợp lệ. Vi phạm nhiều nhất chính là khách sạn Chin Chuan Bính Xu ở Đài Đông, không có thiết bị nâng hạ và các hình ảnh hướng dẫn thoát hiểm cũng không có máy báo cháy. Ngay đến cả các phòng của khách sạn cũng không được sự cho phép của cơ quan chính phủ, không có bảo hiểm ngoài ý muốn. Thậm chí còn không đăng ký hành phép. Vi phạm quy định 的话，哎，就是处罚 6到30万。那民众订到的话，如果业者哈，他实在是没办法，因为政府要求他改善，他没办法提出啊适当的场所提供给那个民众来使用的话，他就要加倍退还定金。 Vi phạm quá 4 điều lệ còn có Thái Tông Quan San Huệ Quản và Cháo Gô Minh Su, không có giấy phép đăng ký, cũng không có phê chuẩn nào của chính phủ cho việc kinh doanh khách sạn, ngay cả bảo hiểm ngoài ý muốn cũng không có. Đây thật sự là coi thường pháp luật và sự an toàn tính mạng của du khách. Ngoài ra ở Gia Nghĩa còn có khách sạn San Suối Trinh Huệ Minh Su, San Minh Siêu Minh Su và Sư Hờ Yên Siêu Minh Su, phòng chữa cháy, hợp đồng tiêu chuẩn cũng đều vi phạm quy định. Tân Trúc còn có 3 khách sạn không hợp cách, Rui Fang có 2 khách sạn không hợp cách. Nhắc nhở quý vị nếu đặt khách sạn nên tìm hiểu rõ ràng, không nên nhìn cảnh đẹp của khách sạn mà bị lừa. Chào đón năm 2016, có rất nhiều người đã mong đợi pháo hoa đêm giao thừa năm mới. Đài khí tượng dự báo thời tiết, phần đông bắc bộ và bắc bộ, thời tiết ẩm và có mưa, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 20 độ. Nam Trung Bộ sẽ có hiện tượng, sáng và tối nhiệt độ thấp, phải chú ý giữ ấm. Ngoài ra, các trang bán hàng trên mạng nhiệt tình quảng bá các loại sản phẩm đón năm mới, ví dụ như ghế ngồi di động và đồ trang điểm dã ngoại, giúp bạn có thể thoải mái vui chơi trong đêm giao thừa. Chỉ còn vài ngày nữa là tòa nhà 101 Đài Bắc sẽ bắn pháo hoa rồi, đến khi đó sẽ có rất nhiều người bao quanh khu vực này. Nếu như sợ trong khi chờ đợi sẽ buồn tẻ, lo mỏi chân, thì hiện nay kênh bán hàng trên mạng đang tiếp thị một loạt các đồ nhỏ như ghế ngồi di động. Mặc dù xếp hàng ở đâu để xem buổi trình diễn ca nhạc hay xem bắn pháo hoa thì cũng không phải lo lắng vì đứng quá lâu. Chỉ cần mang theo ghế ngồi di động là có thể ngồi nghỉ bất cứ lúc nào. Những bạn gái thích làm đẹp, sợ bất tiện thì có loại kem nền này rất tiện lợi. Và ngoài ra, trong khi chờ đợi thời khắc bắn pháo hoa, chỉ cần với chiếc mic di động này cắm vào loa ngoài của điện thoại, bạn có thể hay bất cứ lúc nào. Cục khí tượng dự báo trong đêm giao thừa, Bắc Bộ sẽ trở lạnh, nhiệt độ giảm xuống còn 16 độ. Loại vỏ điện thoại giữ ấm này thật làm thu hút nhiều người.
Nhiều người đợi giao thừa quá buồn tẻ nên đã ngủ gật. Chiếc tai nghe cảnh báo này sẽ có thể giúp bạn tỉnh ngủ ngay lập tức. Điện thoại cũng có thể cài đặt phóng hình từ xa. Năm mới đến với những vật dụng thần kỳ này không ngừng được quảng bá rộng rãi. Những cửa hàng tiện lợi cũng rậm rịch chuẩn bị. Tại Sinitri, các cửa hàng tiện lợi chuẩn bị hàng dự trữ gấp 2 đến 3 lần. Nắm bắt thời cơ kinh doanh, lái ở vu, mua 3 quả trứng nấu trà, bạn sẽ được tặng một bình nước lọc. Việt Nam Cố Cung ở Gia Nghĩa hôm nay đã tưng bừng khai trương. Phòng triển lãm hoành tráng tối hôm qua đã chính thức lên đèn làm nóng hiện trường. Ánh đèn rực rỡ, nhiều màu sắc, chiếu sáng một vùng, giống như một viên minh châu tỏa sáng, tạo nên rất nhiều bất ngờ cho người dân quanh đó. Vừa sáng sớm, nghi lễ mở cửa bắt đầu, còn mời đến cả Tổng thống Mã Anh Cửu và diễn viên điện ảnh Thành Long đi xe đạp từ bến tàu cao tốc đến Việt Nam Cố Cung dẫn chương trình. Hai người này đã cùng thưởng thức bắp cải ngọc bích trong Cố Cung. Sáng sớm, Tổng thống Mã Anh Cửu và diễn viên điện ảnh Thành Long đã từ bến tàu cao tốc Gia Nghĩa đi xe đạp thẳng tiến Cố Cung để dẫn chương trình nghi lễ khai mạc. Sau 12 năm chờ đợi, khu vực văn hóa nghệ thuật lớn nhất của Đài Nam đã được chính thức ra mắt. Sau đó, hai người đã cùng vào bên trong Cố Cung ngắm nhìn bắp cải ngọc bích được đặt trong tủ kính. Ngoài bắp cải ngọc bích ra còn có đá hình miếng thịt, hai bộ triển lãm này được nhiều người chú ý nhất, trở thành trọng tâm. Thực ra chiếc đêm bật đèn nghi thức đã có rất nhiều người luyến tiếc không rời khỏi mắt được. Ánh đèn chiếu rọi lập tức biến kiến trúc Cố Cung trở nên giống như hoàng cung nổi trên mặt nước. Đèn trên không càng làm cho người ta không khỏi kinh ngạc, sáng rọi một vùng trời Đài Loan, thật đẹp, làm nhiều người không ngớt lời hoan hô. Rất nhiều người hào hứng mong nhanh đến đó để chiêm ngưỡng, vì thế mà một tháng đã bán ra hơn 3 vạn tờ vé. Trước mắt vé vào đã được bán hết, lần tiếp theo phải đợi đến tháng 2, 20 tháng 1 sẽ dự bán trên mạng. Khi đó mọi người có thể phải nhanh tay nhanh chân thì mới có thể kịp mua được vé. Bản tin tiếp theo có liên quan đến vấn đề chính trị của Đài Loan. Hội trường biện luận lần 1 của ứng cử viên Tổng thống đã kết thúc. Ba nhóm ủng hộ của các ứng cử viên Tổng thống có chút biến đổi, trong đó đội Anh Nhân giảm xuống còn 39%, đứng trước nhóm của Châu Huyền là 19%. Trong khi đó, quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, đặc biệt là Hiệp ước Đồng thuận 92, liệu có thực sự tồn tại hay không? Trong khi biện luận trở thành một tiêu điểm phòng ngự, Châu Lập Luân và Tống Sở Du là một lần nữa phản công Thái Anh Văn. Sau khi cuộc biện luận phòng ngự diễn ra kịch liệt, sự phân tích mới nhất của ba nhóm ứng cử viên Tổng thống đã ra lò. Thái Anh Văn nhận được 39% sự ủng hộ, nhưng vẫn dẫn đầu vì Châu Lập Luân chỉ có 19% và Tống Sử Du chỉ có 12%. Hiệp ước Đồng thuận 92, chính sách này được nhận định là sự trở ngại lớn nhất của Thái Anh Văn. 92 共识是一个选项，但是它不是唯一的选项。 Thái Anh Văn nói năm 92 không có Hiệp ước 92, đối mặt với câu hỏi của đối thủ, trong khi biện luận nói Hiệp ước 92 là một trong những mục được lựa chọn. Điều này làm cho nhiều người cảm thấy không hài lòng. Châu Lập Luân, Tống Sở Du vẫn đặt câu hỏi với Thái Anh Văn rằng lập trường quốc gia của Thái Anh Văn là gì? Người phát ngôn Trấn Ỷ Xin của phủ Tổng thống bình luận, toàn bộ chỉ có Chủ tịch Thái Anh Văn là vĩnh viễn gọi không thức tỉnh, không chấp nhận Hiệp ước 92, lộ rõ sự chuẩn bị chính sách quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan là chưa đủ. Trấn Ỷ Xin nói rằng, nếu như Thái Anh Văn thắng cử, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trở nên thụt lùi, cũng không thể giữ vững hiện trạng. Thời gian bầu cử đang được đếm lùi, Hiệp ước 92 trở thành vấn đề không thể tránh khỏi của Đảng Dân Tiến. Cuối cùng chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ lệ của cầu Tân Nguyệt. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.